Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến lại tiếp tục gửi đến anh em một video giới thiệu anh em đến 6 những con âm ly toàn những hàng bình dân và cao cấp. Thì đầu tiên thì Tuyến giới thiệu luôn anh em đến một con âm ly của NOD. Đó, dòng NOD thì nó là một thương hiệu của Hitachi các bác nhá. Nó là một thương hiệu của Hitachi. NOD nổi tiếng với chất âm dễ đánh, dễ phối ghép loa mà rất là hay. Đặc biệt là những con này thì nó sử dụng là những con sò của hãng. Đó, những con sò Hitachi của hãng. Đấy, toàn bộ là zin tuyệt đối luôn các bác nhé. Thiết kế rất là đẹp mắt, rất là chất. Con này đánh hai cầu loa A và B và trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Đặc biệt là đánh những dòng loa Mỹ cổ rất là hay. Những dòng này thì nổi tiếng, dễ phối ghép loa. Đấy, đánh những dòng loa Mỹ cổ thì cực kỳ là hay và rất chất lượng. Con này thì công suất là 95W. Đó, nhưng mà công suất ra loa rất là lớn, đủ cho các bác đánh bát 25-30 thoải mái, không phải nghĩ. Đấy, bốn sò sắt của nó, bốn sò sắt lớn các bác nhé. Dòng này dòng sò sắt lớn chứ không phải sò sắt nhỏ. Đó, con này lau nước đầy đủ rất là đẹp. Thì với tình trạng là vận chuyển thì nó bị chầy mất một tí núm, đây, chầy mất một ít núm. Thì mặt mũi rất là đẹp, nó bị chỉ chầy một tí núm thôi. Thì hôm nay em Tuyến xả giá, bình thường như con này em đang bán 3,5 triệu, thì hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác 2,6 triệu đồng nhé. HA410, đó, một trong những dòng model cực kỳ dễ phối ghép mà đánh rất là hay. Đó, con này rất là chất. Thì nó cũng tương tự như dòng 8800 mắc đôi, nhưng mà con này ưu điểm là đánh ghép được nhiều dòng loa hơn 8800 trơn nhé. Đấy, thiết kế nó tương tự như 8800 trơn của Pioneer. Nhưng mà con này thì có thể phối ghép được nhiều dòng loa hơn, nó dễ ghép hơn, đánh rất là hay. Mà những dòng loa càng loa cổ đánh tiếng càng hay các bác nhé, rất là ngọt ngào. Tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con âm ly Onkyo. Dòng này thì cũng cực kỳ là đẹp mắt, thiết kế rất là đã luôn. Dòng này có model là A705DC các bác nhé, A705DC. Đó, con này thiết kế rất là đẹp mắt luôn. Mặt nhôm cực kỳ là cao to, rất đừng nữa các bác trưng bày rất là đẹp. Ưu điểm của con này đánh 4 sò sắt S. Dòng sò sắt S này thì cho chất lượng âm thanh rất là trong trẻo và chi tiết các bác nhé. Đó, Onkyo, con này thì biến áp rất lớn, hai quả tụ như hai lon bia sừng sững luôn. Máy tổng quan thì rất là gấu luôn. Và con này cho công suất lên đến 185W các bác nhé, 185W. Đó, đánh hai cầu loa A và B, trở kháng thì con này đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Đó, ưu điểm có cả cổng rê bao. Đây là cái này các bác có thể nằm rê cầu chữ U này, nằm rê cho những con khác, nằm rê bao cho những con khác rất là tiện. Đó, tổng quan máy móc thì cực kỳ là đẹp luôn. Đó, máy rất là xài sạch đẹp, không phải nghĩ. Nếu mà nói về độ đẹp thì con này không phải nghĩ. Đấy, dòng này thì đầy đủ các chức năng nhé, lau nước đầy đủ. Đây, cầu loa A và B và A cộng B rất là tiện để cho các bác đánh. Cái này thì các bác đánh được nhiều dòng loa nhé. Đó, cực kỳ chất lượng luôn. Và với con âm ly Onkyo A705DC công suất là 185W, hôm nay em Tuyến để cho các bác với giá là 3,8 triệu đồng nhé. 3,8 triệu đồng, rất gấu, rất to luôn. Đó, rất là chất luôn, với giá chỉ có 3,8 triệu đồng các bác sở hữu một con âm ly Onkyo cực kỳ đẹp luôn. Thiết kế tổng quan thì rất là chất luôn, rất là đẹp. Tiếp đến em giới thiệu các bác đến một model của Pioneer. Dòng này cũng là một dòng ba số, dòng chót của Pioneer nhé, dòng A980. Đó, nâu nâu lắm thì em mới gặp được một con. Đó, dòng 980. Con này thì tổng quan các chức năng thì nó lại nằm ở đây. Đây các bác có thể nó ở đây, nó làm một cái ngăn kéo để đút ra đút vào. Đấy, rất là tiện luôn. Mà thiết kế rất là đẹp, mặt hơi vàng chanh các bác nhé. Mặt hơi vàng chanh. Và con này là lau nước đầy đủ các bác nhé. Đấy, lau nước đây này. Đấy, lau nước đầy đủ. Chỉnh bát chép, phân loa. Đó, con này thì được đánh 4 sò săn ken 2 vít nhé. 4 sò săn ken 2 vít lớn. Đây, toàn bộ là zin tuyệt đối luôn, 4 sò săn ken 2 vít lớn. Ở đây là hai con, mỗi một vế hai con. Và sử dụng tỏa nhiệt xương cá. Đây là một cái biến áp nguồn. Cái này thì các bác nhìn nó đen vậy, nhưng mà nó là cái lớp sơn bảo vệ đây. Đấy, các bác nghe cạo ra thì nó là cái sơn bảo vệ nhé. Nên là cái này là cái sơn chỉ để bảo vệ cái biến áp, còn đẹp mỹ mãn luôn các bác nhé. Đấy, các bác có thể cài, không
thích thì các bác có thể đã bóc nó đi được. Đây này, đấy, rất là đẹp luôn. Riêng viên áp này thì đây nó là cái nước sơn dầu để bảo vệ thôi đó. Còn máy rất là đẹp luôn, đẹp mỹ mãn luôn. Từ đèn thúc xanh đen này, đèn thúc xanh đen còn zin nguyên bản luôn nhé các bác nhé. Toàn bộ là zin hết, chưa một mối chấm hàn nào. Đấy, đây là sò san ken này, đấy, bốn con sò san ken lớn. Với con này thì cho công suất lên đến 185W các bác nhé, 185W. Đánh trở kháng đánh từ 4 cho đến 32 a à, từ 6 cho đến 32 ohm, đánh hai cầu loa A và B. Con này thì các bác có thể phối ghép rất là nhiều dòng loa, và ưu điểm nữa có các bác có thể kết hợp với lại vang số hát karaoke cũng rất là thoải mái luôn các bác nhé. Con này thì nếu mà nói về độ chất lượng thì khỏi phải bàn, nó là một model cuối bảng của dòng A 980 nhé. Con này thì nó gồm có 980, 780 đó. Thì con này nó là dòng chót rồi nên là chất lượng âm thanh thì khỏi bàn, con này có thể nói là rất là gấu luôn. Đây, một model rất là gấu luôn. Và với con âm đi Pioneer A980 hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác vẫn giá là 3.800.000 đồng nhé, 3.800.000 đồng các bác sở hữu một con âm đi Pioneer cực kỳ gấu, dòng cao nhất số của Pioneer A980 đó, hết số luôn, cực kỳ chất luôn. Tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con âm đi Mazang. Dòng này thì quá đẹp, quá mới, lâu lắm rồi em mới gặp được nó, mà nó con này thì cực kỳ là mới luôn nha các bác nhé. Con này là model là PM78 các bác nhé, PM78. Con này ưu điểm là đánh hai cầu loa A và B và có chức năng đánh cờ nát A nhé các bác nhé. Đấy, dòng này thì càng đánh càng hay, mà ưu điểm của thì rất là phối ghép được những dòng loa cây, loa cột hay là đánh những dòng loa JBL thì nó rất là mỹ mãn luôn các bác nhé. Đó, và với tình trạng là đẹp mỹ mãn, đẹp như mới, không có một vết xước, mặt là hầu như không một vết xước nào luôn, đẹp kính con luôn. Đó, dòng Mazang thì nổi tiếng với các chất âm hay, mà con này thiết kế là tổng quan rất là đẹp, các bác trưng bày cũng rất là đẹp luôn, rất là sang trọng, một model đời cao. Đó, con này được đánh 8 sò san ken. Đấy, 8 con sò san ken, mỗi một vế vậy là 4 con các bác nhé. Đây, mỗi một vế là 4 con. Đấy, 1, 2, 3, 4, 4 con sò san ken. Đó, và hai quả tụ rất là chất lượng luôn, tụ quả Mazang cực kỳ chất lượng luôn, hầu như nó toàn đồ cao cấp, từ những con chip giải mã xử lý âm thanh của nó cũng đều là của hãng Mazang luôn đấy các bác nhé. Đấy, nó bọc đồng luôn, đấy, nó để Mazang này. Con này thì rất là chất luôn, mà lâu lắm để em gặp được con nó mới kính con như này. Đó, rất là đẹp luôn, thiết kế rất là sang trọng, một model đề cao. Thì cái này các bác càng ghép những loa cây, loa cột thì tiếng càng hay. Đó, con này thì trở kháng thì đánh từ 8 cho đến 16 ohm các bác nhé. Đó, phối ghép 8 cho đến 16 ohm. Và con này cho công suất là 160W các bác nhé. Đó, 160W. Con này thì nói dòng Mazang thì cực kỳ là chất rồi. Đây, các bác nhìn từ những cái núm của nó này, mạ vàng cực kỳ đẹp luôn. Cái này mạ vàng nhé, chứ mạ vàng 100% nhé các bác nhé. Dòng này nó là dòng cao cấp nên là nó mạ vàng 100%. Rất là chất nhỉ. Từ những con ốc này nó bọc mạ đồng luôn. Đấy, từ những con ốc đều được mạ đồng rất là đẹp luôn. Đó, Mazang của Japan, Nhật Bản. Đó, con này các bác nhìn nhé, tổng quan máy cực kỳ đẹp luôn. Và với con âm ni Mazang PM78, dòng đặc thù của cơ nát A nhé. Đây các bác nhìn rõ nhé, cơ nát A. Con này thì nếu mà các bác đánh bỏ cơ nát A ra thì công suất nó rất lớn, nhưng mà các bác có thể chơi cơ nát A, các bác đánh những dòng loa thì độ nhạy cao thì cũng rất là ok, càng chơi càng hay. Khi con này nó càng nóng thì nó càng phát huy sức mạnh của nó. Đó, thì nó càng chất lượng âm thanh nó lại càng nâng lên, rất là chất luôn, mà thiết kế rất là đẹp luôn. Đây, các bác nhìn nhé, nó thiết kế hơi bo bo nhìn rất là sang trọng và rất là chất lượng luôn. Và với con âm ni Mazang PM78 hôm nay em Tuyến để cho các bác với giá là 4.500.000 đồng nhé, 4.500.000 đồng các bác sở hữu một con âm ni Mazang cực kỳ chất lượng, đánh hai cầu loa A và B. Đó, rất là chất lượng luôn và rất là đẹp luôn, đẹp mỹ mãn luôn. Tiếp theo em giới thiệu các bác đến một model thì cực kỳ gấu của dòng đờn nông các bác nhé, dòng đờn nông. Con này thì một model thì hầu như là có thể nói là gần hết số rồi, dòng PMA
850 mắc đôi các bác nhé. PMA 850 mắc đôi. Dòng này ưu điểm là nó đánh cờ nát A và cờ nát B các bác nhé. Đó, các bác chơi dãy thấp, những dòng loa độ nhạy cao mà các bác chơi vừa phải thì các bác chơi cờ nát A. Đấy, đây là cờ nát A. Và các bác thích đánh mạnh mẽ nên cờ nát B. Khi các bác chuyển sang cờ nát B thì công suất nó đẩy lên tới tầm 100 đến 140, 150W một kênh các bác nhé. Đó, khi các bác chơi cờ nát B. Còn cờ nát A thì nó đa số nó đánh từ giải 35 đến 40W các bác nhé. Cờ nát A thì các bác chơi tốc độ thấp, để chơi những loa độ nhạy cao thì các bác chơi giải cờ nát A. Đó, đặc trưng của cờ nát A thì nó chỉ rơi 35 40W một kênh chứ không bao giờ lớn. Đấy, nhưng mà khi các bác muốn đánh mạnh mẽ thì các bác gạt nên đánh cờ nát B. Con này thì nong nớt đầy đủ các bác nhé. Con này thì khủng ở chỗ là nó đánh 8 sò sắt quả nách nhé. Đấy là 4 con. Và bên này 4 con. Đó, 8 con sò sắt nách. Và 4 tụ nọc nguồn. Và một biến áp nguồn xuyến cực kỳ cao cấp luôn. Những dòng cao cấp của đời nông thì luôn luôn sử dụng nguồn xuyến rất là đẹp mắt luôn. Nhìn rất là đã. Đấy, toàn bộ máy móc đẹp keng luôn các bác nhé. Đó, các bác nhìn tổng quan máy cực kỳ đẹp và đặc biệt là có cả cầu chữ U. Đây, ở đây là các bác có thể nằm rề nằm bao rất là tiện. Đánh hai cầu loa A và B và trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm, hầu như đánh được tất cả các giải loa. Và con này công suất lên đến 250W các bác nhé, 250W. Đó, nói đến dòng cao cấp của Mazang thì khỏi đời nông thì khỏi bàn rồi, chất âm thì cực kỳ ngọt ngào. Mà ưu điểm của con này đánh cả cờ nát A và cờ nát B. Rất là tiện luôn. Đó. Các bác nào thích mạnh mẽ thì các bác gạt nên cờ nát B. Và các bác nào thích êm dịu nhẹ nhàng mà chất âm càng đánh càng hay thì các bác ra chơi cờ nát A. Đó, con này thì đây, em đã tháo cả nắp hộp này ra cho các bác xem đây. Toàn bộ máy móc cực kỳ đẹp luôn. Chưa một mối chấm hàn nào các bác nhé. Đó, chưa một mối chấm hàn nào. Dòng cờ nát A, đây nó để rõ luôn ở cái tem của nó này. Cờ nát A, đó. Cờ nát A thì các bác nào chơi cờ nát A nhiều rồi thì các bác đủ hiểu rồi. Cái chất âm thì càng đánh càng nóng máy, tiếng càng hay, càng chất lượng. Và với con âm ly PMA 850 mắc đôi nhé, 8 sò sắt, công suất 250W, hôm nay em Tuyến để cho các bác với giá chỉ có 7 triệu đồng nhé. 7 triệu đồng các bác sở hữu một con âm ly quả đờn nông PMA 850 mắc đôi, cực kỳ đẹp luôn. Rất là sang trọng, một model cao cấp nhất của đờn nông. Đó, con này ra đời cũng trên 40 năm rồi các bác nhé. Trên 40 năm mà nó còn đẹp kính cong như này. Đó, rất là đẹp luôn. Trên 40 năm. Và tiếp đến em lại giới thiệu các bác đến một con bao khủng long của Mỹ nhé. Dòng này mà dòng P-Way. Con này có model là CS1000X. Đó, dòng này được sản xuất tại Mỹ, Made in USA. Đó, con này thì ở đây thì nó có tinh chỉnh cho hai kênh và ở đây nó có đèn nháy tia rất là đẹp luôn. Nháy tia lên rất là đẹp. Đó, con này khủng long ở chỗ là công suất còn lên đến 750W một kênh nhân với hai kênh. Đó. Và tổng công suất của con này là 1000. Đây. 1500W các bác nha, công suất 1500W. Con này xuất thị trường châu Âu. Đấy, sản xuất tại Mỹ, đấy. Made in USA các bác nhé. Con này thì tổng quan thì cực kỳ là đẹp luôn. Và con này khủng long ở chỗ này đấy, sử dụng hai quả tụ nọc nguồn trông như hai non sữa của ông thọ nha các bác nhé. Như hai non sữa ông thọ thì non sữa của ông thọ thì các bác thừa biết rồi. Đó, cực kỳ khủng luôn. Một biến áp thì quá to luôn. Nó được bọc đồng cực kỳ cẩn thận luôn này. Đây là lớp một lớp đồng mỏng khi nó bọc biến áp để nó chống nhiễu các bác nhé. Chống nhiễu khởi từ cực kỳ tốt. Và con này khủng long ở chỗ là nó đánh đến 24 con sò Motorola các bác nhé. Đây các bác nhìn nhé. Một bộ máy cực kỳ gấu luôn. Đây các bác nhìn. Ở đây là mỗi một kênh của nó là 12 con nhé. Và bên dưới này 12 con. Đấy, ở bên trong này này. Đấy, bên trong này là 6 con và bên ngoài này 6 con. Và đây cũng vậy. Đây 6 con và đây 6 con. Tổng là 24 con sò Motorola. Những dòng sò Motorola thì luôn luôn cho chất lượng âm thanh cực kỳ ngọt ngào và chi tiết nhé. Nếu mà so với dòng sò Nhật thì sò Motorola vẫn nổi trội hơn rất là nhiều. Bởi vì khi các bác, nếu mà các bác mà biết thì các bác cùng một con máy, khi các bác đưa sò Motorola vào cùng một con máy, nếu mà sò Nhật với lại sò Motorola, em đảm bảo âm chất lượng âm thanh khác hẳn ngay. Thằng này nếu mà nói về độ nhạy, về check chung hay là kể cả về tiếng bass, nó vẫn là mạnh hơn so với lại dòng sò Nhật các bác nhé.
Đó, các bác nào có thời gian mà trải nghiệm thì các bác sẽ hiểu rõ về cái chất lượng âm thanh của những dòng sò Motorola. Đấy, em đảm bảo những con này thì máy móc đẹp keng nhé, đẹp keng không một tí vết nào luôn. Đấy, máy móc từ những cái đồ mạch của thằng Mỹ nó làm vẫn khác người chứ không bao giờ nó giống như đồ Nhật. Đấy, từ cái mạch của nó đều được mạ thiếc 100%. Hầu như mạ thiếc 100% các bác nhé. Đấy, không có một chừa một chỗ nào luôn, đều mạ thiếc. Đấy, mà nếu mà như quả Nhật thì là chỉ là bằng đồng không, nhưng mà riêng với đồ Mỹ là đa số mạch bọc thiếc rất là cẩn thận và chi tiết. Đó, con này công suất lên đến 1500W thì các bác cứ yên tâm là đủ đánh bất kể những dòng loa nào khó tính. Cái chỗ này bản thì em lau chùi sau nhé. Đấy, về nói tổng quan là con này thì cực kỳ là đẹp. Các bác chơi những dòng loa khó tính, những dòng loa JBL lớn thì không thể thiếu những con này. Và liền lúc các bác có thể đánh được mấy đôi loa liền một lúc nhá. Con này ưu điểm là đánh từ 2 ohm trở lên các bác nhá. Đánh từ 2 ohm các bác liền có thể liền lúc đánh 3 đôi loa không phải lăn tăn vấn đề gì. Em đảm bảo các bác đánh 3 đôi loa không phải lăn tăn vấn đề gì. Đây, các bác nhìn rõ nhá, nó đánh từ 2 ohm này. Đấy, nó để rõ từ 2 ohm nhá. Nên là nói về độ nhạy của con này thì các bác cứ yên tâm các bác chơi không phải nghĩ. Đấy, ít những con pau nào mà có thể thể hiện mà đánh từ 2 ohm trở lên, đa số là từ 4 ohm mà con này nó đánh từ 2 ohm trở lên. Đó, con này thì với tình trạng là đẹp mỹ mãn và con này khá là nặng luôn nhé, bê gù nưng luôn các bác nhé. Đó, mà chất lượng âm thanh con này thì quá là tuyệt vời luôn, em dám khẳng định là quá là tuyệt vời luôn, cực kỳ ngọt ngào luôn. Và với con P-Bay, con Pau P-Bay CS1000X công suất 1500W, 750W một kênh, thì hôm nay em tiến để cho các bác với giá là 11.800.000 đồng nhé. 11.800.000 đồng cho con Pau Mỹ khủng long này. Rẻ như một con âm linh Nhật mà các bác sở hữu một con Pau Mỹ cực kỳ khủng long, hầu như đánh không cần phải rê, tiếng của nó đã hay rồi. Các bác hát karaoke thì khỏi bàn. Và em cũng nói luôn, em còn một con mà đít nó hơi xấu hơn thì em thanh lý với giá là chỉ 9.500.000 đồng. Cái đít này thì nó hơi xấu thì em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 9.500.000 đồng. Còn mặt mũi và máy là em bao zin bao đẹp cho các bác, toàn bộ bao zin bao đẹp. Nếu con đẹp này thì là 11.800.000 đồng. Và với con xấu, đít xấu thì em thanh lý là 9.500.000 đồng các bác nhé. Nếu các bác nào không quan trọng phần đít thì đánh con đấy cũng rất là ok, không phải nghĩ. Con này thì nó sử dụng dắt 6 ni hay là dắt Canon rất là tiện. Đấy, đồ Mỹ thì nên là miễn bàn. Đấy, về chất lượng thì khỏi phải bàn luôn. Đó, với giá là 11.800.000 đồng và em đít xấu hơn, mặt rất là đẹp, máy rất là đẹp, thì con đấy là giá em thanh lý là 9.500.000 đồng. Thì hôm nay em vừa giới thiệu cho các bác đến 6 bộ sản phẩm. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969. Zalo của em là 0129984886969. Địa chỉ của em Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Và tất cả các sản phẩm là các bác có nhu cầu mua bên em với những sản phẩm dưới 10 triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500.000 đồng. Và đối với những sản phẩm nào trên 10 triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 1 triệu để em gửi hàng cho các bác. Và em đảm bảo toàn bộ là máy móc bao zin bao đẹp luôn cho các bác. Đó, có như thế nào thì em cũng nói rõ luôn cho các bác. Và toàn bộ giá em vừa báo trên là chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Thì các bác nào có nhu cầu mua sắm thì cứ liên hệ cho em Tuyến để em tư vấn cho nó kỹ càng hơn. Và em Tuyến xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã luôn quan tâm ủng hộ em Tuyến. Em Tuyến kính chào các bác.